Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữa ban tầng của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay. Cảnh sát ở Ukraine đã công bố một video di tản khỏi tiền tuyến Adivka. Một quan chức quân đội Ukraine đã nhận định rằng thành phố Adivka có thể sớm thành mút thứ hai, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt giữa Moscow và Kiev. Vào ngày 20 tháng 3, người phát ngôn quân đội của Ukraine là Oleksiy Konetsky đã cho biết là các lực lượng của Nga đang cố gắng bao vây thành phố Adyvetsk ở phía đông tỉnh Donetsk, đồng thời cũng nói rằng thành phố này có thể sớm trở thành bắt mốt thứ hai. Tuy nhiên, một thứ không dễ dàng với các lực lượng của Nga khi thực hiện các cuộc tấn công ở khu vực này. Ông đã chia sẻ, và theo ông thì quân đội của Nga đã sử dụng lực lượng dự trữ cuối cùng của họ ở khu vực Adyvetsk trong 3 ngày qua. Và ông đồng ý với đánh giá mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh, về tình hình trên chiến trường ở thành phố này và cũng đã được công bố vào hôm 20 tháng 3 và cho rằng Nga đang gây áp lực lên các tuyển tuyến quốc tế của Kiev ở ADFK. Theo ông thì trận chiến ở ADFK phần lớn sẽ giống với trận chiến ở Bakhmut, nơi đã diễn ra giao tranh ác liệt trong nhiều tháng qua. Trận chiến giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut là một trong những trận ác liệt nhất trong cuộc xung đột kéo dài hơn một năm ở Ukraine. Và hồi tuần trước, thì chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine cho biết là các lực lượng của Nga đang cố gắng bao vây hoàn toàn Bakhmut trong một cuộc tấn công không tạo ra bước đột phá nào lớn. Kính thưa quý vị, một bản tin đã cho biết rằng chuyên gia Trung Quốc vụ tai nạn máy bay MU5735 là rất phức tạp và hiếm gặp. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc mới đây đã thông báo vụ tai nạn máy bay mang số hiệu MU-5735 của China Eastern Airlines rất phức tạp và hiếm gặp. Và cho đến nay, thì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành chuyên sâu vào các thông tin liên quan sẽ được công bố kịp thời theo tiến bộ điều tra. Theo truyền thông Trung Quốc, trả lời phỏng vấn của báo giới, các chuyên gia hàng không dân dụng của Trung Quốc cho rằng vụ tai nạn này của China Eastern Airlines rất khác so với các vụ tai nạn hàng không trước đây. Sau khi máy bay rơi xuống với tốc độ cao, nó gần như tan rã hoàn toàn, mảnh vỡ nhỏ và rải rác. Điều này tăng độ khó cho việc tìm kiếm, điều tra và thu thập chứng cứ tại chỗ bên cạnh đó thì công tác xác minh phân tích mảnh vỡ điều tra bảo dưỡng đủ điều kiện bay và các vấn đề khác liên quan cũng rất phức tạp đòi hỏi nhóm điều tra phải thực hiện chặt chẽ khách quan và chuyên sâu để bảo đảm kết luận điều tra cuối cùng Việc Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đưa ra thông báo về tiến độ điều tra vào thời điểm này do vụ tai nạn vận tải hàng không có tác động xã hội lớn và mức độ chú ý cao của công chúng, đồng thời theo yêu cầu và thông lệ phổ biến trong ngành hàng không dân dụng quốc tế là phải công bố thông tin tiến trình điều tra có liên quan tới công chúng vào ngày kỷ niệm vụ việc đã xảy ra. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga tranh luận về vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 20 tháng 3, đã có một cuộc họp về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào hôm ngày 16 tháng 3. 15 nước thành viên của Hội đồng Bảo an đã thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga đã có một cuộc tranh luận về việc là nước nào đã khiến cho Triều Tiên phóng hàng chục quả hỏa tiễn đạn đạo, cũng như là chương trình vũ khí hạt nhân của nước này. Trung Quốc và Nga đã đổ lỗi cho các cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã khiêu khích Triều Tiên, trong khi Hoa Kỳ lại cho rằng Trung Quốc và Nga đã khích lệ cho Triều Tiên khi bảo vệ nước này không bị gia tăng trừng phạt. Nga và Trung Quốc cũng một lần nữa đã nêu quan ngại hạt nhân về thỏa thuận an ninh AUKUS và qua đó đã giúp cho Australia phát triển chương trình tàu ngầm hạt nhân cùng với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và Anh Quốc. Trong khi đó thì Hoa Kỳ và Anh Quốc đều đã bác bỏ quan ngại này và đã cho biết UAKUS không có vi phạm hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. Kính mời quý vị theo dõi phần tin từ Việt Nam. Xuất cảng thủy sản sang Hoa Kỳ giảm trong tháng giêng năm 2023. Kính thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP. Hôm thứ Hai đã dẫn thống kê của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho biết rằng À, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm mạnh trong tháng đầu năm 2023. Và theo hiệp hội này, trong tháng giêng năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam gần 18.000 tấn thủy sản, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam còn dẫn dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cho biết rằng giá trung bình nhập khẩu thủy sản vào Mỹ trong tháng giêng năm 2023 đạt 8,44 Mỹ Kim trên 1 kg, giảm 9% so với tháng giêng năm 2022. Và theo VASEP, gọi tắt là VASEP -E VAS, Việt Nam đang là nguồn cung cấp thủy sản lớn hàng thứ năm của thị trường Mỹ, chiếm 6,7% về khối lượng và 5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Thủy sản lâu nay là một trong mặt hàng xuất khẩu chủ lực, mang lại nhiều ngoại tệ cho Việt Nam. Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản ở Việt Nam, vào năm ngoái, thì xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 2,1 tỷ Mỹ Kim, tăng 5% so với năm 2021. Hiệp hội này đã dự báo xuất khẩu thủy sản trong quý 1 năm 2023 sẽ không thể giữ được kết quả tích cực như năm 2022 và thị trường có thể sẽ hồi phục vào nửa cuối năm 2023. Và tiếp theo vẫn là bản tin từ Việt Nam. Việt Nam đã bác bỏ thông tin vụ ông Đổng Quảng Bình bị bắt ở Hà Nội. Chính phủ Việt Nam đã phủ nhận việc có liên quan hoặc là có thông tin về nhà hoạt động nhân quyền của Trung Quốc là ông Đổng Quảng Bình, người mà gia đình đã nghi rằng đã bị Hà Nội bắt giam và giao nộp cho Bắc Kinh. Chính phủ Việt Nam vào ngày 15 tháng 3 đã phản hồi công văn chất vấn của Văn phòng Cao ủy Liên nhân quyền Liên hiệp quốc, viết tắt là OHCHR, về vụ ông Đổng được cho là mất tích ở Hà Nội từ hồi tháng 8 năm 2022. Trong công văn chính thức đã được OHCHR đăng vào hôm 20 tháng 3, thì chính phủ của Việt Nam cho biết là sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng của Việt Nam chưa có thông tin gì có liên quan đến việc ông Đổng Quảng Bình có mặt tại Việt Nam. Đồng thời chính quyền Việt Nam cũng tái khẳng định rằng không có cái gọi là giam giữ tùy tiện hay là mất tích cưỡng bức ở Việt Nam. Ở Việt Nam, chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị tạm giữ và truy tố theo thủ tục tố tụng được quy định trong các bộ luật. Các quyền của họ được bảo đảm đầy đủ theo pháp luật trong nước và các điều ước quốc tế và quyền của con người mà Việt Nam là một thành viên. Công văn của Việt Nam đã cho biết như vậy. Kính thưa quý vị, một bản tin đã vừa cho biết, nghệ sĩ Nga nỗ lực thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế đối với người nghệ sĩ nga tên là Lya Koninsky là một cộng đồng có chung tương lai là một xã hội sáng tạo và kinh nghiệm của anh ở Trung Quốc đã góp phần vào ý tưởng của anh về việc xây dựng một hiệp hội quốc tế cho các nghệ sĩ từ các quốc gia khác nhau để chia sẻ sáng tạo của họ và thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn hóa. Koninsky là chủ tịch chi nhánh Khabarovsk của Liên minh sáng tạo nghệ sĩ nga là một họa sĩ chủ yếu vẽ tranh phong cảnh và ký họa từ thiên nhiên. Cảm hứng của anh đến từ thiên nhiên trong khi những người sáng tạo sống động được thực hiện trong studio. Koniski tin rằng cảm nhận về cái đẹp của con người là bản năng, có thể kết nối con người với nhau bất kể quốc tịch hay tôn giáo. Đây là nơi ông rút ra từ sự hiểu biết độc đáo của mình về khái niệm cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại đã được chủ tịch trung quốc tập cận bình nhiều lần đề cập đến trong việc đề cao hợp tác quốc tế đối với tôi một cộng đồng cùng chung tương lai cho nhân loại có ý nghĩa là xây dựng một xã hội sáng tạo bởi sáng tạo là sự khác biệt bản chất giữa loài người và các loài khác trên trái đất tất cả mọi người sinh ra đều có nhận thức thẩm mỹ không có ngoại lệ và không liên quan gì tới quốc tịch hay tôn giáo nó thậm chí có thể kết nối các thế hệ người khác nhau ông đã nói sự nghiệp nghệ sĩ của Kornitsky đã có nhiều mối liên hệ với Trung Quốc và kinh nghiệm của ông ở Trung Quốc cho thấy sự khác biệt về ngôn ngữ hay văn hóa không phải là trở ngại trong giao tiếp. Và kính thưa quý vị, tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết. Ở Lido, Sài Gòn vào hôm thứ Tư, mưa rào vào buổi tối. Sau đó trời có nhiều mây, nhiệt độ ban đêm xuống thấp 47 độ F, gió Tây Tây Bắc ở tốc độ 5 đến 10 dặm trên một giờ sang thứ năm thì trời có mây rải rác, nhiệt độ ban ngày cao 62 độ F, gió Tây Nam ở tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Chiều tối thứ năm thỉnh thoảng có vài đám mây, nhiệt độ xuống thấp 46 độ F, gió Bắc Đông Bắc ở tốc độ 5 đến 10 dặm trên một giờ. San Jose, California, vào thứ tư ban đêm chủ yếu là có mây, nhiệt độ xuống thấp 47 độ F, gió Tây Tây Bắc ở tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Qua thứ năm thì ban ngày có mây và nắng sen kẽ nhiệt độ cao khoảng 59 độ F, gió Tây, Tây Bắc ở tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Chiều tối có mây rải rác, nhiệt độ xuống thấp khoảng 41 độ F, gió Tây Bắc ở tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Washington DC vào đêm vào thứ Tư thì đêm đến bầu trời nhiều mây với những cơn mưa rào rải rác vào cuối đêm. Nhiệt độ thấp gần 50 độ F, gió Tây Nam, gió Nam Tây Nam ở tốc độ 10 đến ở tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ. Sang thứ năm thì mưa rào sớm với bầu trời u ám vào cuối ngày. Nhiệt độ ban ngày cao 77 độ F. Gió nam tây nam ở tốc độ 10 đến 20 dặm trên một giờ. Chiều tối thì bầu trời nhiều mây sớm với mưa rào ban đêm. Nhiệt độ xuống thấp khoảng 58 độ F. Gió hướng tây ở tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Một lần nữa cho phép Bảo Khanh và Lâm Hùng cảm ơn quý vị đã vừa theo dõi bản tin tức tổng hợp của đài IBC TV. Và cũng không quên cảm ơn những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Và xin chúc cho quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.